Chào mừng em đã đến với bản tin 5 phút của Trôn bóng đá. Ngày hôm nay 22 tháng 7 sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Cùng đi vào phần tin chi tiết để biết rõ hơn nhé. Paris Saint-Germain muốn giải cứu Pogba với 50 triệu bảng. Với việc chưa gia hạn với Man United, Paris Saint-Germain đang muốn chiêu mộ Pogba, con số đưa ra là 50 triệu bảng. Thời gian tới, gã nhà giàu nước Pháp sẽ gửi lời đề nghị chính thức đến Man United. Cơ sở để PSG tự tin thành công trong thương vụ này là do tiền vệ người Pháp chỉ còn hợp đồng tới tháng 6 năm 2022. Trước đó, nhà báo chuyên tin chuyển nhượng có tiếng là Fabrizio Romano tiết lộ cầu thủ 28 tuổi từ chối lời đề nghị gia hạn của Man United và sẵn sàng tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp. Thậm chí khẳng định gã cò mồi Mino Raiola bắt đầu đàm phán các thỏa thuận cá nhân với PSG. Với Paris Saint-Germain thì họ cho thấy tham vọng lớn khi hỏi mua Pogba. Huấn luyện viên Pochettino đặt mục tiêu trở lại ngôi vô địch Ligue 1 và làm nên chuyện ở đấu trường Champions League. Do đó, Pogba được xem là mảnh ghép quan trọng. Về phía MU, đội bóng này đã sớm có kế hoạch thay thế Pogba khi quan tâm đến Eduardo Camavinga của Rennes và Declan Rice của West Ham. Nếu không gia hạn hợp đồng thành công, quỷ đỏ buộc phải bán đứt Pogba để tránh viễn cảnh mất trắng vào mùa hè tới. Thua không phục, Marcos Rojo và đồng đội đuổi đánh đối phương. Tại vòng 1/8 Copa Libertadores, Atlético Mineiro vượt qua Boca Juniors trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau ở cả hai lượt trận. Thất bại cay đắng, các cầu thủ Boca Juniors không giữ được sự bình tĩnh và xảy ra ẩu đả với đối phương. Nhân viên an ninh tại sân của Atlético Mineiro có những xô xát nhẹ với một cầu thủ Boca Juniors trong phòng thay đồ. Lập tức các thành viên còn lại của đội bóng Argentina lao vào tấn công những nhân viên an ninh. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi các cầu thủ Boca tấn công luôn cả thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ Atlético Mineiro. Trong số các cầu thủ Boca Juniors, cái tên hiếu chiến nhất phải kể đến Marcos Rojo. Camera tại sân ghi lại hình ảnh cựu cầu thủ của MU dẫn theo một nhóm đồng đội hùng hổ tiến tới khu vực các cầu thủ Atlético Mineiro. Thậm chí, anh còn dùng cả binh cứu hỏa làm vũ khí tấn công đối phương. Rất may là không có ai bị thương nặng trong vụ ẩu đả này. Các nhân viên an ninh sau đó đã bắt giữ một số thành viên của Boca, trong đó có nhiều cầu thủ, để cảnh sát điều tra. Ronaldinho ghi bàn ở trận siêu kinh điển dành cho huyền thoại. Trận siêu kinh điển huyền thoại giữa Barca và Real Madrid đã khép lại với một cơn mưa bàn thắng. Nổi bật trong đội hình bên phía các huyền thoại Real Madrid là những hảo thủ một thời như là Figo, Roberto Carlos, trong khi Rivaldo và Deco, đặc biệt là Ronaldinho, có mặt trong danh sách thi đấu của huyền thoại Barca. Dù ở tuổi 41, song Ronaldinho vẫn là người chơi nổi bật nhất trong hiệp 1. Vẫn là những pha xử lý bóng mềm mại, gợi lại thời đỉnh cao của Ronaldinho. Cuối cùng, Ronaldinho cũng có được bàn thắng cho riêng mình với pha sút phạt 11m thành công ở phút thứ 28. Sang hiệp 2, với tính chất của một trận cầu biểu diễn, cầu thủ hai bên liên tục có thêm bàn thắng. Huyền thoại Real Madrid có bàn gỡ hòa 1-1 của Munitis trước khi Alfonso nâng tỷ số lên 2-1 chỉ 2 phút sau đó. Phút 60, Jofre Mateo đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 2 đều. Ở những phút cuối, đội huyền thoại của Real Madrid có thêm một pha lập công nữa của De La Red để kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-2. Lộ đoạn ghi âm nói xấu Figo, chủ tịch Real Madrid mối mặt xin lỗi. Một trong số những đoạn ghi âm chỉ trích các huyền thoại của Real Madrid bị lộ, chủ tịch Florentino Perez không ngần ngại chỉ trích Figo là thằng khốn. Hắn ta cùng với Raúl điều khiển phòng thay đồ của Real. Chia sẻ với báo giới, Figo tiết lộ rằng đích thân chủ tịch Perez đã ra mặt xin lỗi mình. Tôi tin đó là những cuộc trò chuyện riêng tư và mọi thứ có thể bị lấy khỏi bối cảnh. Và với tôi, mọi chuyện coi như đã xong. Hàng loạt những nhân vật nổi tiếng như Raúl, Casillas, Vicente Del Bosque, Guti, Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho của Real đã bị Perez thoá mạ trong các đoạn ghi âm. Chủ tịch đáng kính của Real Madrid thậm chí buộc tội nhà báo Jose Antonio Abelan vì việc để lộ trái phép các cuộc nói chuyện và cố bán chúng trong nhiều năm nhưng bất thành. Những nguồn tin khác của báo chí Tây Ban Nha cho biết Abelan ban đầu đã đòi Perez trả 10 triệu euro nếu không muốn các đoạn ghi âm này bị lộ. Tuy nhiên, ông chủ của Real từ chối và chấp nhận đương đầu với sóng gió. Cung thủ xinh đẹp mở màn Olympic Tokyo cho thể thao Việt Nam. Cung thủ xinh đẹp Đỗ Thị Ánh Nguyệt là em út của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020. Ở tuổi 20, Ánh Nguyệt đã là trụ cột của đội tuyển bắn cung của Việt Nam khi giành huy chương đồng giải vô địch bắn cung châu Á, qua đó giành vé tham dự Olympic Tokyo. Tại SEA Games 30 cách đây 2 năm, Ánh Nguyệt cũng giành huy chương vàng đồng đội cung một giây nữ. Xuất phát điểm là vận động viên bóng rổ, rồi chuyển sang thi đấu bắn cung. Nhưng với tố chất thể thao thiên bẩm, Ánh Nguyệt nhanh chóng tỏa sáng và hứa hẹn là hiện tượng thú vị của thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo.
Cô nàng xinh đẹp này sẽ là vận động viên mở màn cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Sáng ngày 23 tháng 7, Ánh Nguyệt sẽ tranh tài ở nội dung cung 1 giây nữ và một ngày sau đó, vào sáng 24 tháng 7, cung thủ này sẽ thi vòng loại nội dung đôi nam nữ cùng cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Với tiềm năng sẵn có, Ánh Nguyệt vừa là hiện tại vừa là tương lai của đội tuyển bắn cung Việt Nam. Chúc Đỗ Thị Ánh Nguyệt có một kỳ Olympic thành công và đem lại may mắn khi mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam nhé. Đến đây thì bản tin 5 phút ngày 22 tháng 7 của Chuyên bóng đá cũng đã khép lại. Cảm ơn anh em đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.